Chúng ta bàn về cái ý nghĩa thành đạo của Đức Phật. Tại vì trong cuộc đời của Đức Phật, nó có bốn cái việc mà quan trọng. Thứ nhất là đản sanh. Thứ hai là thành đạo. Thứ ba là thuyết pháp. Và thứ tư là Niết Bàn. Cho nên trong cuộc đời của Đức Phật, bốn cái việc này ta gọi là bốn cái việc mà người học Phật cần phải để tâm. Đó là bốn cái việc quan trọng nhất đối với chúng ta. Thì cái việc đản sanh của Đức Phật thì chúng ta đã xác định rồi. Thường như chúng ta mà ở trong tất cả các loài đó sanh ra đó, thì cũng không có loài nào giống loài nào, và không có người nào giống người nào. Là cái này là Đức Phật nói là theo cái nghiệp mà thọ sanh. Cho nên phần lớn là tất cả mọi người chúng ta đây đó, không bao giờ bằng lòng với cái thực cái cuộc sống của chúng ta, mà nó luôn luôn là ngược lại. Mà chúng ta thấy là tất cả mọi người ai cũng muốn được thông minh, được khỏe mạnh, được giàu có, sang trọng, quyền thế. Đây, tất cả mọi người đều có cái muốn như vậy hết. Nhưng mà cái muốn đó, dầu có những người đó mà muốn được, nhưng mà cái được đó nó cũng chóng qua này. Làm vua, làm quan, làm tướng, làm trưởng giả, nhưng mà cái vị trí này khó giữ lâu dài được. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta sanh ra trên cuộc đời này đó, là vì nghiệp mà sanh ra. Cái thứ hai đó là Bồ Tát sanh lại. Bồ Tát sanh lại có nghĩa là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, tức là thành Phật rồi, mà thương nhân gian này sanh lại cuộc đời để nhằm giáo hóa tất cả những người hữu duyên, để cho họ cũng được thành Phật, họ cũng được giải thoát, và họ cũng được an lạc như mình. Đây, Tát này có nghĩa là Bồ Tát mà từ quả hướng nhân, tức là đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi mà thương nhân gian để sanh lại trong cuộc đời này. Ngược trở lại đó thì Bồ Tát từ nhân hướng quả, có nghĩa là Đức Phật sanh ra trên cuộc đời này rồi chúng ta thấy cái quả tu chứng của Đức Phật mà chúng ta tu theo và học theo, làm theo. Ta có cái mong ước sau này cũng được thành Phật như Phật. Thì Đức Phật mới vì cái hạng người này đó mà Ngài nói cái bộ Kinh Hoa Nghiêm. Tức là muốn thành Phật thì bắt đầu nó phải khởi từ cái niềm tin Đức Phật. Tin Đức Phật đó, Phật Ngài sanh trong một dòng cao quý như vậy, Ngài giàu sang như vậy, Ngài khỏe mạnh như vậy, Ngài thông minh như vậy, Ngài đáng lẽ là làm chuyển luân thánh vương, tức là đứng đầu trong thiên hạ. Nhưng mà Ngài từ bỏ, Ngài đi tu để Ngài làm Phật. Làm Phật tức là bỏ hết tất cả. Nhưng mà bỏ tất cả để rồi được tất cả. Được cái gì? Tức là được vua chúa kính trọng, được các hàng bà la môn trí thức nể, được các hàng trưởng giả quy y, và được mọi người
nghèo khó, quý mến. Như vậy Đức Phật được nhiều chứ. Nếu không bỏ ngai vàng đi tu đó, thì ngài Ca Tỳ La Vệ là cùng. Nhưng mà được bao lâu? Bây giờ bỏ cái này để đi tu thì được cái rộng hơn. Mà được rộng hơn này đó, cho nên vua Tống Nhân Tông ngài mà nói, sống thì làm thầy khắp cả trời người, và chết thì chắc chắn là ở trong cõi thánh. Cho nên mọi người thấy và nhận ra được cái điều này. Làm sao mà sống là được làm thầy trời người đấy. Làm thầy trời người có nghĩa là mình giỏi hơn mọi người, mình thông minh hơn mọi người. Thì bây giờ mình nói làm thầy thiên hạ được. Đức Phật nói cái gì mà loài người biết thì ta bắt buộc phải biết. Rồi cũng biết. Tại ta có biết thì chúng ta mới dạy họ được. Nhưng không biết làm sao dạy họ. Trong cuộc sống đời thường mà chúng ta không hiểu thì làm sao chúng ta có thể dạy họ những cái gì cao hơn? Ai nghe, ai tin đây? Cho nên chúng ta học không hết được cấp tiểu học, không hết được cấp trung học, ta không học hết được đại học. Mà bây giờ nữa, chúng ta muốn làm thầy và tự coi mình là thầy thiên hạ được không? Đó là cái sai lầm lớn mà chúng ta thấy. Cho nên cái gì thiên hạ biết thì ta cũng phải biết. Rồi bây giờ đó, ta biết được những cái mà thiên hạ chưa biết, cho nên thiên hạ mới theo ta học chứ. Đức Phật ngài biết được hết. Nhưng mà còn những cái điều ngài biết mà loài người chúng ta chưa biết, Đức Phật nói cái hiểu biết của ngài như lá trong rừng. Cái mà ngài dạy chúng ta nó như nắm lá trong tay. Cho nên đừng chấp vào nắm lá đó, đừng chấp vào những lời dạy của Đức Phật đó. Đó là một cái pháp môn tu thực tập để làm sao phát sanh ra trí tuệ, thì chúng ta mới thấy được cái sự thật của cuộc đời này. Đó là vấn đề quan trọng hơn. Tại vì cuộc đời này đó, là nó luôn luôn biến đổi không ngừng. Mà cái điều quan trọng nhất là Đức Phật muốn chúng ta thấy được cái biến đổi không ngừng đó. Chứ không phải là ta chỉ thấy những cái ngừng lại. Phải không? Ngừng lại tức là những cái gì Đức Phật đã nói ra. Đã nói ra thì cái này đó. Nên ta thường nghĩ là Đức Phật nói cho ai? Và nói lúc nào? Nói ở đâu? Đây là cái việc quan trọng nhất. Nhưng mà nếu ta theo dõi hết trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật thì ta tổng hợp lại đó, ta thấy Đức Phật là cái người hiểu biết được tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời này. Trong lĩnh vực nào ngài cũng biết hết, trong lĩnh vực nào ngài cũng hơn người ta hết. Cho nên ngài làm thầy. Nên ta gọi Đức Phật là Thiên Nhân Thì Đạo Sư, tức là làm thầy của cả trời và người. Thì như vậy đó, những cái mà Đức Phật biết mà ta chưa biết được, cho nên ta mới theo, ta học với Đức Phật để ta biết được những cái mà ta chưa biết đó. Đây là cái điều quan trọng. Thì bây giờ đó, Kinh Nguyên mới bàn lui những cái mà Đức Phật biết, loài người chúng ta cũng biết. Rồi lúc bây giờ nữa, chúng ta cố mà tranh cãi với nhau về cái việc ở trên cuộc đời này. Nhưng ngược trở lại đó, còn những cái xa hơn và cao hơn nữa mà chúng ta không biết nữa. Cái này đó, sao chúng ta không đi tìm thêm? Tại là chúng ta đi tìm thêm nữa, chúng ta mới thấy cái này là bí mật của cuộc đời. Bí mật của cuộc đời, đây là chuyện quan trọng. Cho nên người đi học Phật này nữa, người ta muốn tìm những cái bí mật. Chứ còn những cái mà thiên hạ biết hết rồi thì mình có biết nữa làm gì? Có biết nữa thì cũng trở thành là tranh cãi và nhiều chuyện ở trong sanh tử thôi.
Đức Phật nói là ví như là cái lưới mà của tất cả các thằng Bà La Môn ấy, cãi đi cãi lại đó, cũng ở trong cái vòng lẩn quẩn đó mà thôi. Đức Phật nói ví như là cái lưới mà dù tất cả những con cá này nó cố gắng nhảy lên đó, rồi cũng rớt vào trong lưới, nhảy lên rồi cũng rớt vào lưới thôi. Cái điều quan trọng nhất đây nữa là phải ra khỏi được cái lưới này. Ra khỏi cái lưới này đó là gì? Tức là ra khỏi sanh tử và luân hồi này. Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Tức là ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta đứng ở trên bờ giải thoát đó, thì chúng ta nhìn vào trong biển sanh tử, chúng ta mới thấy được đó. Thấy được tất cả các loài ở trong sanh tử này. Còn bây giờ đó, chúng ta ở trong sanh tử thì chúng ta cũng biết những cái việc như chúng sanh trong sanh tử thôi. Vì vậy đó, mà thường người ta ví cái người tốt có vừa ở dưới nước được, nhưng mà vừa ở trên khô được. Ta ở dưới nước đó, tức là tiêu biểu cho loài thủy tộc. Ta đã rùa sống với loài thủy tộc thì cũng như loài thủy tộc. Nhưng mà bây giờ rùa đó, khi bò lên trên khô thì rùa còn biết được những cái việc đó, ở trên khô, trên mặt đất này nữa. Thế nên chúng ta đó, tu hành này đó, ví như là con rùa ở trong sanh tử luân hồi này, mà ta cố gắng ta bò ra khỏi cái sanh tử luân hồi, bò ra khỏi sanh tử luân hồi này đó, thì Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa tam giới. Mà nhà lửa tam giới này là gì? Tức là ở trong cái sanh tử luân hồi này, khổ. Khổ về vật chất, rồi khổ về tinh thần. Thế nên khổ. Tại cái khổ này nó bao vây chúng ta đó, thì nó làm cho chúng ta không thể nào thấy một cái gì rộng hơn được. Cho nên bây giờ cái điều quan trọng nhất đó, là phải dứt khổ này. Mà muốn dứt khổ này đó, thì Đức Phật nói là phải dứt được cái nguyên nhân mà tạo nên cái khổ trước này. Mà dứt được cái nguyên nhân của khổ rồi đó, thì cái trường hợp này khổ tự nhiên mất. Ta không cần dứt nó, nhưng mà cái nhân của khổ đã dứt rồi đó, thì tự nhiên cái khổ này mất rồi. Mà muốn dứt được cái nguyên nhân của khổ này nữa, là phải thực tập 37 trợ đạo phẩm này, gọi là đạo đế. Tức là tu đạo đế thì trường hợp cuối cùng ta sẽ chứng Niết Bàn này. Tức là cái sanh và tử, thấy không? Hai cái này là cuộc sống của con người. Cho nên thường ta có cái cảm giác khi ta sanh ra cuộc đời này, xuất hiện trên cuộc đời này, giống như là ta đi du lịch ở một nơi nào đó. Rồi cái khi mà chết rồi đó, thì chấm dứt cái cuộc du lịch chúng ta, thì ta trở về cái con người thực, chúng ta trở về bổn độ ta nhé. Thành ra khi đó mà tôi sang Nhật học đó, tôi tự nhiên nhận ra cái chỗ này. Thành Nhật không phải là chỗ của tôi. Thành ra tôi tới Nhật để học, mà học xong rồi tôi về Việt Nam, chứ Việt Nam là bổn độ của tôi đây, tôi về đây. Thì khi mà sanh ra trên cuộc đời và từ giả cuộc đời này, ta biết như vậy rồi thì làm gì? Thế nên ta có mặt trên cuộc đời này đó, đây là điều kiện tốt chúng ta này. Ta nên cố gắng tu để thêm cái hiểu biết của chúng ta. Khi biết chúng ta phải tăng lên và làm được cái việc gì tốt cho cuộc đời này, để lại cho cuộc đời trước khi chúng ta từ giả. Đây là Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta nên làm. Cho nên khi mà tôi ở Nhật 8 năm, tôi nghĩ đây là chỗ tạm của mình. Cho nên việc của tôi làm đó là cố làm được cái việc gì tốt ở trên cái đất Phù Tang thì tôi làm, xong rồi tôi về. Cho nên ngoài cái giờ học ra đó, tôi cố gắng đi tất cả các chùa
các hội có thể làm được cái việc gì đó cho họ, để gieo vào lòng họ một cái niềm tốt về người Việt Nam, về Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ làm như vậy đó, rồi mai mốt mình về. Cho nên nhờ như vậy đó, cái ý niệm đó và cái việc làm đó đó, mà trải qua hơn 50 năm rồi, mà tôi còn những người bạn tốt, họ còn sống lại ở cái tuổi ngoài 80 này đó, vẫn là bạn tốt của nhau. Và chúng tôi thường nói đó, trong cái kiếp này mình là bạn tốt của nhau đây, thì cố gắng giữ làm sao mà kiếp sau mình vẫn là bạn tốt của nhau nữa. Thế nên cùng giúp đỡ nhau cho trên bước đường tu hành của mình, cho đến ngày được thành chánh quả. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên ở trên cuộc đời này ngắn, ta tạo bao nhiêu tội lỗi, gây bao nhiêu thù oán, để rồi nữa chúng ta cũng ôm hận xuống mồ và đi vào trong chính tầng địa ngục. Đây là cái việc quan trọng chứ. Còn nếu mà ta làm được bao nhiêu việc tốt rồi nữa, thì khi mà ôm cái công đức này nữa, chắc chắn ta về Phật, về trời, về các quả lành này, cái này chắc chắn. Nhưng mà cái khi mà muốn làm cái này nữa, là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, phải thực tập. Thực tập thì mới thành đạo được, chứ còn học thì không thành đạo. Tức học để biết, nhưng mà biết để tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật á, cái khi mà Ngài tầm sư học đạo, Ngài học hết đường thời, cho nên có bao nhiêu vị thầy nổi tiếng Ngài tìm tới để hỏi đạo hết. Cho nên Ngài học, cho nên học xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới nghĩ tới cái thực tập. Thực tập, thực tập để làm gì? Để xem những cái nào họ nói đúng thì mình bắt đầu suy nghĩ xa hơn, những cái nào họ nói sai thì cái này loại ra khỏi tâm thức của mình. Cho nên ở trong tâm thức mình chỉ giữ lại những cái hạt giống lành, những cái hạt giống tốt này giữ lại, còn những cái xấu trên cuộc đời này loại ra hết. Văn minh của loài người nữa thì nó có Phật, Bồ Tát và ác ma nữa. Hai cái này là hai thế lực đối nhau, cũng đều văn minh hết, nhưng mà đôi nó mạnh hơn, ác ma mạnh hơn. Nên ta thường nói là Phật cao nhất xích mà ma cao nhất trượng. Cho nên ta nhìn vào trong xã hội, ta nhìn vào cuộc đời này nữa, quý vị thấy cái người giỏi được bao nhiêu, người tốt được bao nhiêu không? Ta nhìn xung quanh ta rồi, ta thấy người giỏi không nhiều lắm đâu, và người tốt thì càng hiếm hơn nữa. Người xấu nhiều, người ác nhiều, còn cái người tốt này, thánh thiện này rất ít. Cho nên học thì ta học ta biết hết rồi, nhưng mà tất cả những cái xấu này ta coi như là xấu, là ác ma, chúng ta loại ra ngoài. Tại cái này gốc của nó là phiền não. Tại vì ác ma này nó gồm có phiền não ma, ngũ ấm ma và thiên ma, cái này quan trọng. Cho nên trong lòng chúng ta có phiền não mà áp đặt vô, áp đặt vô ta. Còn trong lòng chúng ta mà không có phiền não thì thiên ma không thể vô được. Nói một cách dễ hiểu đó, nếu ta không có tham, phải không? Ta không có tham thì ma tham không tới với ta nữa. Tại vì ta có lòng tham, cho nên ma tham mới tới và mới dụ chúng ta chứ. Dụ chúng ta nên để lọt vào trong cái bẫy của nó, vào trong thế giới của nó rồi đó, thì khó ra được. Cho nên trên cuộc đời này, cái điểm này là quan trọng. Tức là ma nó gấp 10, gấp 100 lần Phật. Cho nên tìm một vị đạo sư thực, một Đức Phật trên cuộc đời này rất khó. Còn ma nữa thì ở đâu cũng có hết. Ngay trong lòng chúng ta cũng có rồi. Bước ra khỏi cửa thì thấy nó rồi. Nhưng mà con cái chúng ta không, cái này chết cho ta đi.
tức là nhận lầm vị đạo sư. Ta đã vô não trước đây đó, nhận lầm vị đạo sư. Ông này muốn tu nhưng mà nhận lầm cái vị đạo sư, cho nên ông trở thành ra điên khùng và trở thành ra kẻ sát nhân. Cái con người lương thiện ở trong gia đình lương thiện, nhưng mà vì muốn đi tìm sư học đạo đó, muốn đi tìm học, cho nên nghe cái chỗ nào tốt, cái chỗ nào hay, chỗ nào giỏi đó, chỗ nào linh thiêng đó, thì chúng ta tới, tới để học chứ. Nhưng mà những cái tà ma quỷ quái ngoại đạo này đó, là phần nhiều họ quảng cáo lên tốt không, họ quảng cáo tốt. Nên thậm chí có người đó, họ nói đó, thì bảo đảm được sanh về cực lạc đó. Tôi ngày xưa cũng có gặp các vị thầy như vậy, bảo đảm sẽ về cực lạc đó. Cái ông kia là bảo đảm để sanh lên trời. Thế nên họ đi quảng cáo cái này nhiều. Còn cái người tốt thực, cái người tốt thực, cái người tu thực đó, thì phần nhiều ẩn, phần nhiều ẩn danh. Cho nên đi tìm chân sư đó thì cái này rất là khó. Lúc bây giờ đó là ông vô não này đó, ông gốc là vô não, tức người tốt. Nhưng mà vì muốn đi tìm học để làm sao mà mình có thần thông biến hóa, làm sao để mà mình giỏi hơn người, làm sao để mình mạnh hơn người, thì bây giờ người ta mới dụ mình đưa vô đây. Ta đưa vô đây cho nên ông này trở thành học cái này, rồi trở thành ra phù thủy, trở thành là kẻ sát nhân. Cho nên nếu mà chúng ta lọt vào cái đó thì khó ra lắm. Nhưng mà ông này có cái phước là gặp Đức Phật ra đời, cho nên Đức Phật cứu ông ta. Đức Phật cứu ông ta và biến ông ta trở về với con người thực của ông ta là con người lương thiện và tu hành đắc đạo được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, khi chúng ta nghe xong rồi, nghe xong rồi chúng ta phải suy nghĩ, suy nghĩ để chúng ta loại những cái xấu ra và giữ lại những cái tốt. Rồi chúng ta ôm cái tốt đó đó, chúng ta tới một cái chỗ thanh vắng để chúng ta việc này, chứ không phải luyện bùa, phải không? Thành nếu quý vị tu không khéo đó, thì gặp mấy ông thầy bùa đó, họ dạy chúng ta luyện bùa này. Luyện bùa cũng đi vào trong hang, phải không? Đó, vào trong rừng, vào trong núi để luyện đây. Tôi cũng có những người bạn mà tu cái pháp này. Thế đi luyện chứ, đi luyện bùa. Tôi hỏi ông luyện được cái gì? Ông nói, tôi luyện được cái bùa ẩn thân. Thế là luyện được cái bùa ẩn thân. Thế nên khi mà ông luyện được bùa ẩn thân rồi đó, tôi hỏi ẩn thân sao? Bây giờ ông ta nói là có một cái cành cây hay có một cục đá, thì tôi sẽ đứng dựa vào cái cành cây, tôi đứng dựa vào cục đá đó, thì cái thân tôi liền nhập vào trong cục đá hay nhập vào trong cành cây này, thì mọi người không thấy. Thành ra tôi mới bảo ông ta, bây giờ ông nhập vào cành cây coi, nhập vào cành cây coi. Thành ra có tôi đứng đó và tôi nhìn chăm chú vào ông đó, tôi vẫn thấy ông đứng trơ chứ không vào cành cây được. Cho nên cái chỗ này gọi là bùa hết linh rồi. Cho nên luyện bùa thì khi nào đó bùa linh mà khi nào bùa không linh. Cái chỗ này mình theo là rất nguy hiểm. Trước đây đó là bà Từ Hy Thái Hậu đó, bà này cũng tin mấy ông thầy luyện bùa, tin mấy ông lạc ma này. Mấy ông làm cho tất cả những cái hạt đậu này để biến thành ra thiên binh thiên tướng hết. Thế nên bà thấy như vậy, bà tin tưởng chắc rồi đó. Thiên binh thiên tướng xuống đây nữa thì coi như là dẹp được hết.
Nhưng mà khi đại bác của tám nước nổ vào đó, thì cái trường hợp này đó bùa hết linh rồi. Bùa hết linh rồi. Cho nên lúc bây giờ đó là Từ Hy Thái Hậu phải chạy thôi, phải trốn chạy thôi. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên này là ngày Hòa Thượng Tinh Phân mới kể lại này. Kể lại cái chuyện này để cho chúng ta nghe nó. Tại ông này là đương thời trong lúc đó, cho nên ông nhận ra thấy này. Cho nên bùa thì nó sẽ có giá trị ở mức độ nào đó. Vì vậy mà Đức Phật cấm cho chúng ta làm, không cho chúng ta học, gọi là mất bản tâm. Đệ tử của Đức Phật á, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất đây. Thần thông đệ nhất đây. Nhưng mà tới cuối cùng á, thì ngài thì hiện ra để cho ngoại đạo đánh chết. Tại vì thần thông cái lúc đó đó cũng không còn nữa. Đây là cái việc quan trọng, cho nên không cần tu. Thành ra Đức Phật có thần thông, các vị thánh đệ tử có thần thông, nhưng mà Đức Phật cấm không cho sử dụng cái này, cấm không cho. Cho nên người nào mà tự xưng mình có thần thông ấy, thì coi chừng cái này ác ma này rất nguy hiểm. Chúng ta biết trước cái điều này. Cho nên ngồi suy nghĩ. Mà Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta gì? Ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân này. Có bốn chữ thôi, thường trú pháp thân. Thành ra Phật thì bảo là có pháp thân, rồi có báo thân, rồi có ứng hóa sanh thân. Nhưng mà thân cái này quan trọng. Thành ra ngồi mà suy nghĩ về thường trú pháp thân. Thành ra pháp thân Phật ở đâu? Đây là cái việc quan trọng. Tôi bỏ ra nhiều năm để suy nghĩ cái này, chuyên tụng Kinh Pháp Hoa, mà tôi chỉ suy nghĩ có bốn chữ thường trú pháp thân. Thế nên thường trú pháp thân á, thế thì tới cuối cùng thì chúng ta mới thấy rõ này. Đức Phật dạy chúng ta nó khởi đầu từ gì? Tức là cái sanh thân này phải có trước. Thế nên muốn có thường trú pháp thân á, thì phải có sanh thân. Sanh thân tức là cái thân tứ đại ngũ uẩn này nè. Chứ nếu mà không có thân tứ đại ngũ uẩn này nữa thì ta không làm được gì hết. Gọi là hồn ma bóng quế thì cái này không dùng được đâu. Ma quỷ cái này không sẽ có cái thân này chứ. Mà về sau nữa tôi mới suy nghĩ ra, tôi nói à, cái thân tứ đại ngũ uẩn này nữa, tôi ví nó như là một cái quả tiễn. Có cái quả tiễn này đó, nạp đủ nhiên liệu vô để nó đưa cái phi thuyền chúng ta vào không gian. Thì bây giờ nhờ cái thân tứ đại ngũ uẩn gọi là sanh thân này đó, chúng ta mới tu chứ. Ta nên tu cái sanh thân mà chứng là chứng pháp thân. Pháp thân tôi ví như cái phi thuyền, sanh thân tôi ví như cái quả tiễn. Nếu không nhờ cái quả tiễn này để đẩy thì phi thuyền không bay vào trong không gian được. Không nhờ cái sanh thân này tu thì cái trường hợp này ta không thành Phật được. Đây thực như vậy. Từ cái sanh thân này, cái ngũ uẩn thân gọi là ngồi bồ đề tu. Ngồi bồ đề tu tức là hướng về cái chân linh của mình á, chứ không phải bồ đề là gốc cây, phải không? Cái người đó mà hướng về chân linh của mình mà tu đó thì người ta gọi là ngồi bồ đề. Ngồi bồ đề, ngồi bồ đề đó để làm gì? Để phá ma quân. Ta đi trên bước đường tu đó, cái thành đạo cho nên đó. Ta nên ngồi bồ đề để phá ma quân. Mà ma quân này là gồm cái gì? Đầu tiên là ngũ âm ma. Tức là ngũ âm ma tức là cái thân tứ đại ngũ uẩn này của mình đây đó, gọi là ngũ âm ma đó. Sắc âm ma, thọ âm ma, tưởng âm ma, hành âm ma và thức âm ma. Đây là ma đây phải không? Cho nên ở chỗ này khi mà ta ngộ đạo rồi, ta hiểu ma với Phật là một. Nếu hay biết là Phật mà không biết là ma đây.
Tốt cũng con người mà xấu cũng con người. Tại con người này làm được việc tốt mà con người này cũng làm chuyện xấu nữa. Con người này sanh ra để cứu đời đây mà cũng con người nữa, hại đời đi phải không? Đây là cái việc quan trọng nhất mà cái người tu phải ngộ được, phải nhận ra được chỗ này chứ. Ta nên những người mà sai lầm không nhận ra được chỗ này nữa, họ nói cái thân này nữa là ô uế, cái thân này nữa là tội lỗi, cho nên lúc bây giờ nữa thôi diệt bỏ cái thân này đi, tức là diệt bỏ cái thân này đi. Nhưng Đức Phật nó bỏ cái thân này rồi nữa, không còn cái gì để chúng ta tu nữa. Tôi hồi nhỏ cũng ngộ nhận chỗ này nữa. Thế nên cũng có cái ý định là bỏ thân đi, chết đi phải không? Tại thấy cái thân này nó gây khó khăn cho mình nhiều quá, cho nên muốn bỏ nó đi. Đây là cái việc quan trọng, ta khai ngộ, cho nên thoát được chỗ này. Bỏ cái thân này rồi lấy cái gì để tu? Đức Phật tu là nhờ cái thân này, và Đức Phật dạy chúng ta là nhờ cái thân này mới tu được đây này. Cái thanh đạo là chỗ này chứ. Tại nhờ cái thân này mà thấy được mười phương chư Phật đi. Nhờ cái thân này đó mà cứu độ vô số chúng sanh này nữa. Chứ không có cái này chịu rồi. Cho nên cái khi đó đó, Đức Phật nói là cái thân này đó, mà nếu chúng ta để cho năm cái ma ngũ ấm này chi phối thì nó thành ma. Cho nên chúng ta cũng là ma đó. Nhưng mà bây giờ nó ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi Bồ Đề Đạo Tràng tức là ngồi yên dùng cái trí tuệ chúng ta mà rọi sáng vào đây đó, thì cái trường hợp ma này biến mất. Đức Phật nói là mặt tối và sáng nó tương phản với nhau. Nếu ánh sáng lên thì bóng tối mất, ánh sáng mất thì bóng tối lên. Cho nên nếu mà tâm chúng ta sáng lên thì chúng ta là Phật, mà tâm chúng ta tối đi thì chúng ta là ma. Phật cũng là ta mà ma cũng là ta. Đây phải nhận ra cái này trước rồi chúng ta tu thì mới có thể gọi là kết quả được. Cho nên đầu tiên Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng. Ngồi Bồ Đề Đạo Tràng tức là bắt đầu suy nghĩ là gì? Cái pháp Đức Phật bắt đầu suy nghĩ đầu tiên đó là cái pháp mà Đức Phật học được của ông Kamala, gọi là ly sanh hỷ lạc. Hồi nãy đó thì nói chúng ta sống ở đây đó, chúng ta lệ thuộc vật chất, chúng ta lệ thuộc xã hội, chúng ta lệ thuộc tình cảm, phải không? Cho nên ta khổ quá, là sống trong cái khổ là vì chúng ta lệ thuộc tất cả cái này. Thành ra có những con người đó, thiệt ra là hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà bị liên hệ tới sĩ diện, rồi liên hệ tới hội hè đình đám, phải không? Cho nên không có tiền, nhưng mà phải vay, phải mượn để làm. Không thì mình thua súc người ta. Cho nên cái này nữa, ông cụ tôi nữa mới kể lại cho tôi cái chuyện này. Cho nên ngày xưa nữa thì ông cũng vì cái sĩ diện này nữa, sợ nghèo, sợ người ta xem thường mình, cho nên nỗ lực làm tối đa mà quên cả cái thân này đi. Cho nên lúc bây giờ ngã bệnh, ta nên ngã bệnh. Khi mà ngã bệnh rồi đó thì nợ chồng chất lên nhiều, tâm thiếu căn lành đó. Mà ông ơi, nói với bà cụ tôi, nói thôi bây giờ thế nào cũng chết, thôi bây giờ bà đưa tôi về chùa để tôi chết đi, phải không? Đi về chùa nó để thấy Phật rồi chết. Đây căn lành chúng ta là tôi muốn chết, biết thế nào cũng chết, nhưng mà về chùa để chết. Cho nên khi mà đi về chùa, gặp hòa thượng ở trên chùa nữa, ngài mới dạy cho. Thì lúc bây giờ đó, hòa thượng mới biểu thôi, bây giờ tất cả những cái nợ nần cái gì đó khoanh lại hết đi. Bây giờ nó chỉ biết là mình là con người bệnh hoạn, con người không làm gì được nữa hết rồi. Xin nhận được cái chỗ này đi, nhận được con người thật của mình đây nè, phải nhận ra được như này. Bây giờ từ cái chỗ mà không làm được cái gì nữa đây đó, thì mình nghĩ mình còn cái gì làm được. Ta nói còn cái gì làm được thì nên làm, chứ cái kia không làm được rồi. Nên bắt đầu từ những cái nhỏ, tức là thôi, cho ông sâu chuỗi đó,
niệm Phật đi rồi chết. Ta nên niệm Phật cũng được chứ, ta nên niệm Phật để rồi chết được. Nhưng mà niệm Phật rồi không chết đó, lần lần khỏe hơn một chút thôi lên lại Phật rồi chết nữa, rồi lại Phật rồi không chết nữa đó, thì bây giờ mới ra quét dọn chùa rồi chết. Quét dọn chùa không chết nữa, ra làm vườn cho chùa, làm vườn cũng không chết nữa. Lần lần khỏe mạnh rồi, quên hết tất cả mà chỉ nghĩ tới cái công quả cho Phật này, thì được Phật độ đấy. Ta được Phật độ rồi khỏe mạnh lại lần nữa. Thành ra bà cụ tôi lên thăm mới thấy ông bây giờ sao lại khỏe mạnh mà khác hơn hồi ở nhà. Thành ra bà cụ tôi mới lại hòa thượng, nó xin cho nhà con đi về. Ông hòa thượng như vậy đi về thôi, nhưng mà nhớ về nó trả nợ nha, trả nợ cũ đừng tạo nghiệp mới nữa. Đây là tu, lo trả nợ cũ đừng tạo nghiệp mới. Nhưng mà tới 39 tuổi nhớ tu nha. Nếu 39 tuổi không đi tu nữa thì qua năm 40 chắc chắn là chết đấy. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy nhờ có thiền tri thức khai ngộ chúng ta thấy đời khác. Cho nên cái phá phiền não ma ở chỗ này nè, thực chất tu là chỗ này phá phiền não ma này. Tại vì mình có cái thân tứ đại, rồi mình có cái tâm ô uế, cho nên thân tứ đại nó bệnh hoạn, nó gây khó khăn cho tâm. Mà tâm ham muốn thì nó hành hạ cái thân này, cho nên giữa tâm và thân này, giữa sắc và thổ, phải không? Thế nên bây giờ mình bắt đầu mình biết tu rồi, biết đạo rồi, ngồi Bồ Đề đạo tràng có nghĩa là mình phát tâm, mình quy y rồi đó, mình khác đi chứ. Khác là gì? Tức là bây giờ mình không cần lợi danh, vinh nhục bốn cái này bỏ. Lợi danh và vinh nhục này không cần. Trở lại con người thực của mình đây nè. Con người thực mình như thế nào thì mình nhận ra như thế đó, và từ cái chỗ thực này đó mình thấy mình làm được cái gì đó mình làm theo. Niệm Phật được thì niệm Phật, lại Phật được thì lại Phật, công quả được thì công quả. Chứ còn vô chùa còn khỏe còn mạnh như vậy nhưng mà không làm gì hết, rồi giùm năm giùm ba nói chuyện phải trái hơn thua trên cuộc đời này, lần lần là tới cuối cùng cái quả nó tới đáng sợ lắm. Cho mình nói là tôi đi chùa mấy chục năm tôi tu, thành ông cụ tôi chỉ tu có mấy tháng thôi mà cuộc đời thay đổi đi. Thế nên tôi nghe cái này là tôi thấy đúng. Ông hòa thượng nào đó nói đúng đây. Cho nên lúc bây giờ ông cụ tôi nhờ nghe theo ông này mà tự thoát được cái nghiệp của mình. Thì tới 40 tuổi ông đi tu rồi, cho tới 76 tuổi ông mới chết. Đây là trên bước đường tu. Mà tới chừng chết thì cũng nhẹ nhàng thôi. Tới chừng chết là tối nằm ngủ là chết luôn đi. Tình là sáng thì chị tôi mới đem thức ăn vô, kêu ông dậy ăn. Chết mất rồi ăn gì nữa. Đây là sự thật trong cuộc sống. Không bệnh đau gì hết. Nhưng mà tới cái tuổi đó rồi, hết rồi, thôi chết. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Đạo tràng này tôi nói nó không phải bên Ấn Độ, mà quý vị chỉ đọc được 3 câu và hiểu được 3 câu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đó là Bồ Đề đạo tràng đó. Cho nên Ngài Di Ma mới nói này, trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là đạo tràng. Khi mình có một cái tâm ngay thẳng là mình tới đạo tràng rồi. Cho nên người tu mà cái tâm chưa ngay thẳng thì cái trường hợp này nó còn cách Phật xa lắm. Thế nên bây giờ tập mình có cái tâm ngay thẳng và mình chấp nhận hết tất cả những cái gì đổ lên đầu mình đi, thì cái trường hợp này mình có thể tới đạo tràng được. Nhưng mà mình còn chống chế cách này, còn biện minh cách khác thì chưa đâu, còn cách Phật xa lắm. Đây trên bước đường tu của chúng ta đó, hơn nhau là chỗ này. Cho nên phá cái ngũ ấm ma này đó, là trên bước đường tu của chúng ta là đầu tiên phải phá nó. Ngồi Bồ Đề đạo tràng, tập trung tư tưởng lại được rồi, trí tuệ chúng ta phát sanh ra được rồi, chúng ta thấy
Chúng ta thấy ngũ quẩn là ma, phải không? Thấy được ngũ quẩn là ma thì ngũ quẩn không làm hại ta được nữa. Còn nãy chúng ta bị vô minh chi phối, cho nên ta bị ma chi phối, cho nên ta trở thành nô lệ cho nó. Cho nên sự thật á, Đức Phật nói là cái cơ thể chúng ta không đòi hỏi nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta bị ma chi phối, cho nên đầu tắt mặt tối, mất ăn mất ngủ đi, để rồi bệnh hoạn có thể chết đi, phải không? Đi về với ma. Đây là sự thật của con người chứ. Cho nên cái sự thật của nó đó, mà không có trí tuệ rọi vào, không có Phật lực gia bị tới đó, thì ta không thấy được đâu. Ta cứ tưởng nhiều lắm, phải không? Cho nên Đức Phật đi tu đó, Ngài chỉ có và ngủ dưới gốc cây, phải không? Ngài nói thật ra nó chừng đó đủ sống, đủ tu rồi, chứ không phải cần nhiều như là mình tưởng đâu. Ăn ngày ba bữa mà thấy chưa đủ, còn tối ăn thêm nữa, phải không? Đức Phật ba ngày mà ăn có một miếng phân bò, phải không? Nó có sao đâu. Đây là trên bước đường tu này. Ta nên ngày tu, ngày thí nghiệm đó, để ngày dạy em ta. Vật chất không phải cần như chúng ta tưởng đâu. Vì chúng ta có cái lòng tham. Cho nên chúng ta có lòng tham ăn quá thì, cho nên chúng ta cứ nghĩ tới ăn, nghĩ tới ăn, ăn cho đến thành bệnh, ăn cho đến chết thôi. Lúc mà tôi ở bên Nhật, tôi có một người bạn. Người bạn, ông này cũng là bạn tốt thôi. Nhưng mà ông này đã có cái tật là ham ăn lắm. Cho nên ông này, ông ham ăn. Ăn cho nhiều gói thuốc, gói thuốc tiêu của Nhật Bản. Nó gọi là y trồ giạc, tức là thuốc về cái bao tử và về cái ruột của mình. Thầy ăn đầy quá, phải uống một gói thuốc như vậy để cho tiêu cái này. Thầy nên gói thuốc này uống vô để tiêu hết cái này, thì cái trường hợp này thấy bụng đói, cho nên phải kiếm cái gì ăn nữa, phải không? Ngày ăn 3-4 lần nhưng mà cảm thấy không đủ. Đây là trên bước đường tu này, sự thật. Nếu ăn ít thì khỏi uống thuốc, nhưng mà ăn đầy quá cho nên phải uống cho tiêu. Mà tiêu nó tiêu quá đi cái nó hụt, cho nên lúc bây giờ phải đói. Cho nên lúc bây giờ cái bao tử to quá rồi, cái bụng chỉ bì ra rồi. Còn tôi nhờ tu, tôi làm cho cái bao tử tôi teo lại, nhỏ lại. Cho nên tôi chỉ ăn được chừng 3-4 muỗng cơm thì tôi thấy nó đầy rồi. Tôi đâu ăn được nhiều đâu. Mà không ăn được nhiều thì không có cần lao động nhiều, phải không? Không cần lao động nhiều thì tôi còn nhiều thì giờ để quán chiếu tự thân của mình để tu hành. Đây là trên bước đường tu đó. Ngồi bồ đề đạo tràng của Đức Phật là ngồi quán chiếu này, tức là giữa cái thân mình và cái tâm mình, quán chiếu cái này để mà đắc đạo đó. Thế nên đầu tiên là Ngài quán chiếu cái thân tứ đại này. Thân tứ đại này đó, Ngài nói cái gì? Nó gồm có đất, nước, lửa và khí. Tại đầu tiên đó, mình ngồi yên lại, mình suy nghĩ xem mình sống là nhờ cái gì. Mình sống là nhờ không khí là chính. Cho nên nếu mà thở ra mà không hít vào được thì cái này chết liền, phải không? Cho nên không khí là quan trọng nhất cho cái sự sống của mình đây. Không khí là quan trọng nhất chứ. Không khí, đưa không khí vô nữa là nó biến đổi chất hết trong cơ thể chúng ta. Thành ra cái trường hợp mà đất, nước và lửa thì nó lệ thuộc ở chỗ không khí này. Đưa không khí vô đó thì cái trường hợp này nó làm thay đổi tất cả này. Cho nên Đức Phật ngồi yên rồi quan sát, chiêm nghiệm, nhận ra được như này trước nhất. Ngài thành đạo, ngài thành trong cuộc sống này, chứ không phải là bỏ cuộc sống này mà có, phải không? Nếu bỏ cuộc sống trở thành không tưởng mất đi. Cho nên nhìn vào cuộc sống mà nhận được. Cho nên không khí là quan trọng nhất. Vì vậy đó mà mình tu hành đó, thì quý vị thấy cần cái gì nhất? Tức là cần cái không khí trong lành, phải không? Ta nên cần cái không khí trong lành. Cho nên cái không khí trong lành đó, thì cái cuộc sống của ta này 70% cuộc sống. Ta nên có những người đó họ ở trên núi cao. Tại bên Tàu đó, hồi đó có các vị thiền sư
mà họ lên ở trên núi Nga Mi đó. Núi Nga Mi là nó cao tới trên mây lắm. Tôi có lên đó một lần, tôi thấy mây ở dưới nửa chừng núi thôi, mà lên trên núi đi. Tình là lên trên núi đi mà các ông thầy tu này lên trên đó rồi đó, chỉ ngồi thiền và hít không khí thôi. Ta đang ngồi thiền và hít không khí thôi, mà như vậy người ta có thể cả tuần lễ ta không ăn mà ta vẫn khỏe mạnh. Bây giờ người ta khám phá là người ta nói là ở trên đỉnh núi này nó có cái khí nitơ, nó có cái gì đó, cái khí, nhưng mà chính cái đó nó tạo thành cái sự sống quan trọng nhất. Còn chúng ta ở trong một thành phố mà ô nhiễm, phải không, thì chúng ta hít cái không khí làm biến đổi chất ở trong cơ thể chúng ta, sanh ra chúng ta biết là bao nhiêu bệnh. Đây là sự thật. Đấy, cho nên không khí ô nhiễm. Nhưng mà tại sao mà ô nhiễm đây? Là vì lòng tham của con người cao độ quá, cho nên khai thác cạn kiệt. Tôi nghe nói là mấy cái bữa trước đó, là vì cái dịch Covid này nữa, mà người ta không dám ra đường, cho nên xe không chạy. Do đó đó mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây đó, tự nhiên cái khí CO2 nó hạ xuống thấp liền, bầu không khí chúng ta nó tốt trở lại liền. Ta đã đi vào ở trong đó đó, chúng ta hít thở chúng ta thấy nhẹ nhàng. Cho nên không khí là quan trọng nhất trên bước đường tu chúng ta đó, không khí là quan trọng nhất. Nhưng mà nếu mà thực tu đó, đi tìm cái chỗ không khí trong đó đi, mà chúng ta đi tìm cái chỗ ô uế nhất ta chung vô đó, thì cái này nguy hiểm vô cùng rồi, đọa rồi, ác ma rồi. Ta đã trên đường tu đó, giữa Phật và ma khác nhau chỗ đó. Chúng ta bỏ cái không khí trong lành để mà chúng ta đi vào cái chỗ ẩm thấp đen tối này, thì chỗ này ta đọa rồi. Ta đã Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, tại đằng trước đó nó có cái dòng sông, có dòng sông, cho nên từ cái nước nó bốc hơi lên, nó làm cho cái không khí này trở thành mát mẻ. Và cái cây Bồ Đề nó có một cái đặc biệt là luôn luôn nó nhả ra oxy, chứ không có nhả ra khí carbonic đâu. Tất cả các cây khác thì nó có thể nhả ra khí độc vào ban đêm, mà oxy là ban ngày đó. Riêng cây Bồ Đề đó, ngày đêm gì nó cũng nhả ra khí oxy thôi. Bao nhiêu cái cây hết để nó nhả ra khí oxy cho mình. Cho nên ngồi đó tu mà không thấy đói này, để ngày ăn được cái này này. Cho nên Đức Phật bảo là ăn được không khí, phải không? Đây là trên bước đường tu của mình. Thức ăn tốt nhất là không khí trong lành. Không khí trong lành. Đây là sự thật trên bước đường tu đó. Thì như vậy đó, bây giờ đó, từ cái ảnh hưởng của không khí trong lành này, thì bây giờ chúng ta muốn tu được, chúng ta làm sao cho cái bầu không khí này nó được trong lành trở lại đi. Đây. Cho nên những cái đô thị từ mấy ngàn năm về trước rồi nó bị mất đi, bị tiêu đi đó, là vì từ cái chỗ loài người chúng ta đó hung ác quá, ô nhiễm quá, cho nên nó làm cho nó tận diệt tất cả các cái dịch bệnh nó sanh ra. Các cái dịch bệnh sanh ra nó chết. Thành ra nhiều khi cái dịch bệnh mà nó sanh ra không kiểm soát, có thể là tận diệt cũng không chừng nữa, là do cái ô nhiễm không khí này. Đấy. Mà ngày nay đó là trái đất chúng ta này nó bị báo động rồi đó, không khí ô nhiễm đó. Rồi kế đó là gì? Dòng nước chúng ta cũng ô nhiễm nữa. Rồi ở trong lòng đất này đó, thì chúng ta khai thác cạn kiệt về tài nguyên hết rồi. Đất ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, thì loài người chúng ta đã tiếp thu tất cả các cái ô nhiễm để đưa vào đây, thì bảo đảm tất cả các bệnh tật phải sanh ra mà thôi. Đây, trên bước đường tu đó, nếu hãy có một cái Phật huệ rọi vào đó, thì chúng ta nhìn ta thấy thực tế cái này rõ quá rồi. Đây, cái này thật. Rồi kế đó đó, cái ngũ âm ma này đó, đầu tiên ta phá được cái đầu, cái ma đầu tiên này là cái ma vật chất này. Vật chất ta phá đi, để ta có cái thân này lành mạnh hơn. Thì thân lành mạnh này đó là ta ăn được cái không khí trong lành, thì ta lành mạnh rồi. Kế đó nó còn những cái còn lại này đó, phải không? Ta nên những cái còn lại này đó,
để cho nó không sanh bệnh cái thân này đó. Là quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta đó là không ăn nhiều và cũng không ăn ít này. Không ăn quá nhiều và cũng không ăn quá ít này. Để cân bằng cơ thể chúng ta chứ. Không ăn nhiều và không ăn quá ít này, mà ăn những cái mà cơ thể chúng ta cần ra thôi. Thành ra thấy cái đó không cần, chúng ta ăn. Đây là trên bước đường tu. Con người chúng ta bị ma xúi dục, cho nên lúc nào chúng ta cứ nghĩ cái gì ngon chúng ta ăn, phải không? Tôi thì khác, trên bước đường tu tôi nghĩ là cái gì cần cho cơ thể tôi thì tôi ăn, còn cái gì không cần tôi không ăn. Cho nên không, tôi đủ rồi, nhưng mà người ta đem thức ăn tới tôi cho nữa, tôi để cho người khác ăn chứ. Mình dạy gì mình ăn để cho thanh bệnh, phải không? Đấy là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nghiệm lại, chúng ta thấy cái này rõ rồi. Cho nên đầu tiên là cái vấn đề vật chất, để điều chỉnh trong cơ thể chúng ta. Mà ngày nay chúng ta tu thì chúng ta thấy cái này rất là rõ ràng, rất dễ hiểu. Cho nên trong người chúng ta thiếu cái gì, chúng ta cần cái gì, chúng ta thừa cái gì, thì cái này ta nhờ khoa học họ giúp chúng ta, ta biết đi. Cho nên chúng ta nhờ bác sĩ tư vấn cho chúng ta về cái vấn đề sống này. Cho nên thiếu cái gì, đây là trên bước đường tu này. Bây giờ ta nói mình thiếu canxi thì phải kiếm, thiếu vitamin thì phải tìm cái thức ăn nào có vitamin để đưa vô này, phải không? Đây là trên bước đường tu của chúng ta, cái này quan trọng. Tức là ngồi bồ đề đạo tràng quán sát rồi thấy. Tại vì thấy cái gì mà cơ thể chúng ta cần đây chúng ta đưa vô, và thấy cái gì không cần thì tuyệt đối không đem vô. Thế nên tu có trí tuệ nó khác hơn cái người mà tu theo ma, phải không? Thế nên ma biểu sao làm vậy, phải không? Còn bây giờ thì không có, có trí tuệ rồi. Thế nên ta hiểu ta, ta hiểu ta hơn cả bác sĩ hiểu ta, phải không? Bác sĩ thì hiểu trong cái kinh nghiệm chữa bệnh sách vở, nhưng mà ta hiểu ta là vì ngay trong cơ thể chúng ta, cho nên kết hợp được cái chỉ dạy của bác sĩ và ta tự nghiêm trở lại cơ thể chúng ta, ta thấy này rõ đúng thì ta áp dụng chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những cái gì cần thì chúng ta ăn, và những cái gì không cần thì chúng ta loại ra. Cho nên lúc bây giờ nó bảo đảm chúng ta có sức khỏe tốt. Cho nên ta không ăn nhiều, ta không tốn kém nhiều, mà sức khỏe chúng ta tốt, chúng ta thấy hạnh phúc hơn chứ. Đây là phá ma quân. Ngồi bồ đề đạo tràng phá ma quân là phá cái này trước. Ta nên phá cái sắc ám ma này trước đi, biến ma mà thành Phật. Ta nên ma xúi ta ăn, bây giờ Phật hạn chế lại, nó không ăn nhiều, không ăn ít, ăn những cái cần cho cơ thể thôi. Đây là trên bước đường tu. Rồi nó còn cái gì nữa? Ngủ nghỉ. Ăn uống rồi còn ngủ nghỉ nữa. Cho nên nếu mà ngủ quá nhiều thì sao? Và ngủ quá ít thì sao? Cho nên bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là nên ngủ ít đi, phải không? Ngủ ít rồi đó chúng ta, mà ta gọi là nghỉ chứ không phải là ngủ. Ta nói người mà ngồi thiền đó, thì cái trường hợp không có ngủ. Người ngồi thiền không có ngủ nữa. Thức tức là tỉnh giác. Đây là trên bước đường tu. Nên là tôi nhớ có một lần mà tôi đi họp ở bên Mỹ. Thì bây giờ đó, tất cả những người cùng đi với tôi đó, là vô buổi họp ngồi cứ ngủ hoài, ngủ hết. Nên tôi lại không ngủ. Mấy ông hỏi tôi tại sao thầy không ngủ. Tại vì mấy ông thì ngủ tại sao? Là tại vì quen hút thuốc lá, phải không? Mà bây giờ vô ngồi trong buổi họp người ta cấm hút thuốc lá đó, ngồi kia cấm hút thuốc lá không là buồn ngủ rồi. Tại nên tôi không hút thuốc thì tôi không bị cái bệnh này rồi. Tại nên cái thứ hai đó là tại vì mình tu, mình không giữ cho mình, giữ cho cái cơ thể mình nó không mệt mỏi. Cái cơ thể không mệt mỏi thì cái chế bớt. Cho nên khi nào mà quý vị lao động nhiều đó thì mình ngủ ngon giấc, phải không? Nhưng mà khi nào mình ít lao động đó, thì cái trường hợp này mình hơi khó ngủ một chút. Tên hơi khó ngủ thì mình dùng cái khó ngủ này nữa, mình tham thiền sướng hơn. Đây là trên bước đường tu.
Tôi nói ngồi Bồ Đề phá ma quân đó, tôi học ở Đức Phật, tôi học cái chỗ này. Và tôi tu theo Đức Phật là tôi tu cái này. Để chi vậy? Trước nhất là cơ thể tôi ít bình hoạn, phải không? Tôi làm được nhiều việc, đầu óc tôi nó sáng ra thêm lên. Đấy. Đỡ cái tốn kém tiền bạc. Đây là cái việc đầu tiên. Tôi không lệ thuộc vào vật chất nhiều. Thì bây giờ đương nhiên tôi nhẹ nhàng giải thoát là cái này chính. Cho nên quý vị đó, học Phật phải thực tế một chút. Đó, thì chúng ta áp, tôi xin ngừng ở đây và bữa sau chúng ta sẽ tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.